Xin chào tất cả mọi người. Trong các bài trước, chúng ta đã học các cách sử dụng khác nhau các ý nghĩa của giới từ on. Nó có thể chỉ nơi chốn, hay là thời gian, hay là chất liệu, hay là cách thức, trạng thái. Và trong bài số 8 này, chúng ta sẽ học phần cuối, giới từ on ở trong cấu trúc của Jeroglyph. Jeroglyph là gì? Chúng ta không thể dịch, và nếu có dịch được thì nó cũng không có rõ nghĩa. Như vậy, chúng ta cần coi cái cách thành lập của Jeroglyph, rồi cách dùng, rồi chúng ta sẽ hiểu Jeroglyph là gì. Cách thành lập của Jeroglyph thì người ta lấy động từ ở ngôi thứ nhất số nhiều, tức là nu. Rồi chúng ta thay phần cuối của ngôi thứ nhất số nhiều, thay ONS bằng ANT. Rồi sau đó chúng ta đặt on ở phía trước, đó là cách thành lập của Jeroglyph. Ví dụ chúng ta lấy động từ nhóm 1 là écouter, écouter là lắng nghe. Thì ngôi thứ nhất số nhiều là nous écoutons. Và chúng ta thay ONS bằng ANT, rồi để on phía trước, en écoutant. Chúng ta lấy một động từ ở nhóm 2, finir, là chấm dứt, là làm cho xong. Nous finissons, ngôi thứ nhất số nhiều, chúng ta bỏ ONS đi, thay bằng ANT, rồi đặt on ở phía trước, en finissant. Và chúng ta lấy một động từ, ví dụ của nhóm 3, venir là đến. Nous venons, ngôi thứ nhất số nhiều, chúng ta bỏ ONS đi, rồi thay bằng ANT, rồi để on đứng trước, en venant. Đó là ba Jeroglyph của ba động từ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Nhưng mà có luật trừ, ngoại trừ động từ être. Động từ être, ngôi thứ nhất số nhiều là nous sommes, mà chúng ta không thể thay bởi vì nó không có ONS. Và Jeroglyph của être là en étant, en étant. Động từ avoir, ngôi thứ nhất số nhiều là nous avons, người ta cũng không thay ONS bằng ANT, mà nó có Jeroglyph đặc biệt là en ayant. Và động từ thứ ba là động từ savoir. Động từ savoir có ngôi thứ nhất số nhiều là nous savons. Chúng ta không thay ONS giống như quy tắc chung ở bên trên, mà nó có Jeroglyph đặc biệt là en sachant. En étant của động từ être, en ayant của động từ avoir và en sachant của động từ savoir. Như vậy chúng ta vừa coi phần thứ nhất là cách thành lập của Jeroglyph. Chúng ta thấy là luôn luôn có on ở phía trước và cái hình thức của nó là ANT ở phía sau. Và hình thức của Jeroglyph thì bất biến, tức là không thay đổi, nó luôn luôn có cái dạng thức như thế này. Và bây giờ chúng ta qua coi phần thứ hai, tức là phần chính yếu, để xem Jeroglyph sử dụng vào những ý nghĩa gì và chúng ta sẽ hiểu Jeroglyph là gì. Phần thứ hai, cách dùng. Chúng ta có tất cả là 5 cách dùng. Và sau khi học 5 cách dùng này, chúng ta sẽ hiểu Jeroglyph là gì. Thứ nhất, diễn tả sự đồng thời, la simultaneité, tức là nói về thời gian. Ví dụ, cô ta thích vừa làm việc vừa nghe nhạc. Như vậy, hai cái động từ này có cùng một chủ ngữ là cô ta thích làm việc và đồng thời cô ta nghe nhạc. Như vậy, Jeroglyph diễn tả sự đồng thời. Elle aime travailler en écoutant la musique. Và chúng ta thấy hình thức của Jeroglyph đây này. En écoutant, như chúng ta đã thành lập phía trên. Và khi chúng ta ghép Jeroglyph với một cái động từ khác thì hai động từ này có cùng chủ ngữ là cô ta. Như vậy chúng ta thấy hai động từ, hai cái hành động này diễn ra đồng thời, diễn tả sự đồng thời là simultaneité. Elle aime travailler en écoutant la musique. Cô ta thích vừa làm việc vừa nghe nhạc. Như vậy ý nghĩa thứ nhất, cách dùng thứ nhất của Jeroglyph là diễn tả sự đồng thời. Và trong tiếng Việt chúng ta gọi là vừa vừa. Cách dùng thứ hai là diễn tả một nguyên nhân là cause. Tôi đã làm vỡ cái đồng hồ đeo tay của tôi vì tôi đánh rớt nó xuống dưới đất. J'ai cassé ma montre en la laissant tomber. La đây là thay cho cái đồng hồ này. J'ai cassé ma montre. Tôi đã làm bể, làm vỡ cái đồng hồ đeo tay của tôi en la laissant tomber. Bởi vì tôi đã để nó rớt xuống dưới đất, rơi xuống dưới đất. Như vậy, Jeroglyph ở trong trường hợp này nó nói lên một nguyên nhân. Và cái thứ ba, Jeroglyph diễn tả một cách thức là manière. Ví dụ như là anh ta chạy nhưng là chạy đi. Anh ta đi, đi ra đi, đi chỗ khác, nhưng mà đi không phải là bình thường, mà vừa đi vừa chạy. Il est parti en courant. Như vậy, Jeroglyph trong trường hợp này nói lên cái cách thức anh ta ra đi không có bình thường, không có đi từ từ mà chạy, anh ta chạy đi. Il parle en chuchotant,
Sisote là nói thì thầm vào trong tai, anh ta nói nhưng mà nói không có rõ, không có to, anh ta nói vào tai, nói một cách thì thầm. Như vậy hai Jean Leaf ở trong hai trường hợp này nói lên cái cách thức, thứ nhất là cách thức của việc ra đi, thứ hai là cách thức của việc nói, la manière. Và trường hợp thứ tư diễn tả điều kiện, la condition. Nếu tiết kiệm nhiều hơn nữa, chúng ta có thể mua được một căn nhà nho nhỏ. Chúng ta có thể mua được một căn nhà nho nhỏ với điều kiện là chúng ta phải tiết kiệm nhiều hơn, tiết kiệm tiền nhiều hơn. En économisant davantage, động từ économiser tức là để dành tiền, là tiết kiệm, không có tiêu xài nhiều. En économisant, động từ économiser, en économisant, như vậy là đây là Jean Leaf, bằng cách tiết kiệm nhiều hơn nữa, davantage là nhiều hơn bình thường. Nous pourrions acheter une petite maison, chúng ta có thể mua được một căn nhà nhỏ. Như vậy đây là cái điều kiện của việc mua được nhà là phải tiết kiệm nhiều hơn. En économisant davantage, nous pourrions acheter une petite maison. Và ý nghĩa cách dùng cuối cùng là diễn tả một sự đối lập, l'opposition, tức là hai cái hành động của một chủ ngữ trong một câu nó đối lập với nhau. Và chúng ta để ý là khi diễn tả sự đối lập thì bắt buộc phải có chữ tu đi đằng trước, gerund if, bắt buộc phải có tu đi đằng trước, gerund if. Và chúng ta hãy nhìn vào câu ví dụ bằng tiếng Việt nhé. Mặc dù đang học thi nhưng mà anh ta thường xuyên tổ chức liên hoan. Như vậy trong câu này cái chủ ngữ là anh ta này có hai hành động, anh ta học thi và anh ta liên hoan. Hai cái hành động học thi và liên hoan này nó đối lập lại với nhau, nó đối nghịch lại với nhau, nó là một sự opposition. Học thi thì phải tập trung học thi, nhưng mà học thi thì đồng thời lại hay tổ chức liên hoan, bạn bè vui chơi với nhau. Như vậy hai hành động này đối lập với nhau, và chúng ta cũng dùng gerund if với tu đi đằng trước, bắt buộc phải có tu đi trước gerund if. Tout en travaillant pour ses examens, il fait souvent la fête. Fait la fête là tổ chức liên hoan đó. Travailler ở đây là không phải là làm việc mà trong công việc học hành á, để chúng ta dịch là học hành. Tout en travaillant pour ses examens, trong khi học tập để chuẩn bị cho kỳ thi, il fait souvent la fête. Như vậy trong ý nghĩa số 5 này chúng ta để ý là phải có tu. Và chúng ta vừa lược qua 5 ý nghĩa cách dùng. Như vậy sau khi nói qua cách thành lập của gerund if, tức là chúng ta lấy ngôi thứ nhất số nhiều của động từ ở present, chúng ta bỏ ons đi thay vào bằng ant rồi có on đi trước, đó là hình thức của gerund if. Và gerund if có 5 cách dùng. Cách thứ nhất là diễn tả sự đồng thời, thứ hai là diễn tả nguyên nhân, thứ ba là diễn tả cách thức, thứ tư là diễn tả điều kiện, và thứ năm là diễn tả một cái sự đối lập. Và sau đây chúng ta làm một số câu để cho chúng ta hiểu cái cách dùng của gerund if, và trong các câu chúng ta sắp làm đây thì nó có đầy đủ các cái cách dùng ở bên trên, đầy đủ cả 5 cái ý nghĩa ở bên trên. Và xin các anh chị tự làm trước, ngừng máy lại coi cái câu tiếng Việt này rồi tự làm trước khi coi đáp án. Như vậy chúng ta mới có thể là làm một cái bài tập theo ý của mình. Để chúng ta đừng coi tiếng Việt rồi coi luôn câu đáp án thì đương nhiên là hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ không có nhớ được bởi vì chúng ta phải tự làm. Nghiêm cấm vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Nghiêm cấm, il est interdit, il est interdit de conduire. Nghiêm cấm lái xe, ở đây không phải là nghiêm cấm lái xe nhưng mà nghiêm cấm vừa lái xe vừa gọi điện thoại, en téléphonant. Il est interdit de conduire en téléphonant, tức là chúng ta dịch là nghiêm cấm vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Ở chỗ khác chúng ta có thể dùng cái khác, như ở đây chúng ta đang thực tập gerund if, và nếu không chúng ta cũng có thể là cấm gọi điện thoại ở tay lái, il est interdit de téléphoner au volant. Đây cũng là một cái cách nói giống như vậy, nhưng mà trong chúng ta đang thực tập về gerund if, chúng ta dùng sử dụng cách bên trên, il est interdit de conduire en téléphonant, đây là gerund if. Và gerund if của câu số 1 nói lên một cái thời gian, tức là sự đồng thời, vừa làm cái công việc là lái xe, vừa làm cái công việc là điện thoại, như vậy là bị cấm. Và trong câu số 2 chúng ta sẽ thấy gerund if nói lên một nguyên nhân, nó đạt được điểm cao vì học tập rất là nhiều. Nó đạt được điểm cao
in la, nó đã có in la u the bon note, nó đã có những cái điểm số rất là cao. En travaillant beaucoup, thay vì chúng ta nói lên cái nguyên nhân là parce que, bởi vì nó làm việc rất nhiều, làm việc tức là học tập đó. Il a eu de bonnes notes parce qu'il a travaillé beaucoup. Thay vì dùng parce que thì chúng ta dùng gérondif. Và gérondif ở đây nói lên cái nguyên nhân tại sao nó có những cái điểm số cao như vậy trong học tập, bởi vì nó học tập rất là nhiều. Về gérondif này nói lên nguyên nhân. Trong câu số 3, gérondif cũng nói lên nguyên nhân anh ta bị tai nạn vì chạy xe quá nhanh. Anh ta bị tai nạn. Il a eu un accident. Il a eu un accident en roulant trop vite. Anh ta đã có một cái tai nạn bởi vì en roulant là gérondif, và gérondif phải nói lên một cái nguyên nhân do bởi anh ta lái xe quá nhanh. Vậy en roulant này là gérondif nói lên một nguyên nhân. Ấn vào nút này thì cửa sẽ mở. Ở đây chúng ta cũng dùng gérondif mà nói lên một cái điều kiện. Với điều kiện nếu bạn muốn cửa mở thì cần có một cái điều kiện là bạn phải ấn vào nút này. En appuyant. En appuyant sur ce bouton. En appuyant sur ce bouton, la porte s'ouvre. Cái cửa sẽ mở ra. Ở đây chúng ta thấy là gérondif phải nói lên một cái điều kiện. Nếu bạn ấn vào cái nút này thì cửa sẽ mở ra. Nếu bạn ấn en appuyant, như vậy gérondif ở đây nói lên một cái điều kiện. Cửa sẽ mở với điều kiện là bạn phải ấn vào cái nút này. Vậy đây là gérondif nói lên một cái điều kiện. Ở trong câu số 5, chúng ta thấy gérondif ở đây nói lên một cái opposition, tức là sự đối nghịch, và chúng ta phải dùng tu. Ba tôi làm việc mặc dù đang ốm. Ốm thì không được làm việc, mà làm việc thì trong khi ốm, đó là hai cái hành động nó đối nghịch với nhau. Mon père travaille. Mon père travaille. Và muốn nói lên một sự đối nghịch, chúng ta phải dùng tu. Tout en étant malade. Étant là gérondif của động từ être. Être malade là bị ốm. Tout en étant malade. Mon père travaille. Tout en étant malade. Tout en étant. Nói lên một cái sự đối nghịch. Trong câu số 6 thì lại nói lên một cái sự đồng thời. Anh ta vừa nghe radio vừa làm bài. Il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs en écoutant la radio. Il fait ses devoirs en écoutant la radio. Vậy trong câu này chúng ta thấy có hai động từ và nó nói lên hai hành động xảy ra đồng thời cùng lúc. En écoutant là vừa làm bài làm ở nhà. Devoir là bài mà thầy cô giáo cho mang về nhà làm. Anh ta vừa làm bài làm ở nhà, vừa nghe radio. Và câu số 7 chúng ta cũng sẽ thấy hai động từ nói lên một sự đối nghịch. Anh ta nói với tôi là sẽ đến, dù biết rằng sẽ không đến. Chữ dù này là một cái đối nghịch. Anh ta đã nói với tôi là sẽ đến. Il m'a dit. Chúng ta thấy là ở đây là câu thứ nhất là anh ta nói được một cái điều mà anh ta sẽ không làm. Il m'a dit de venir. Il m'a dit qu'il. Il m'a dit qu'il viendra en sachant qu'il ne pourra pas venir. Anh ta biết là anh ta không đến được. Anh ta vẫn nói với tôi là anh ta sẽ đến. Để chúng ta coi lại cái cách mà đối nghịch giữa hai cái động từ của một chủ ngữ. Nữa. Il m'a dit qu'il viendra. Anh ta nói với tôi là anh ta sẽ tới. En sachant qu'il, en sachant que, đây là động từ savoir. En sachant qu'il ne pourra pas venir. Trong khi anh ta biết là anh ta không tới được. Nhưng mà anh ta vẫn nói với tôi là anh ta sẽ tới. Như vậy nói lên một cái sự đối nghịch. En sachant que, là gérondif của động từ savoir.
Ở trường hợp số 8, ba tôi vừa uống cà phê vừa đọc báo thì giống như một số câu bên trên, chúng ta thấy hai động từ này xảy ra cùng một lúc. Mon père. Uống cà phê, vừa uống cà phê. Boire. Mon père. Boire du café. Vừa đọc báo. En lisant un journal. Mon père boit du café. Ba tôi uống cà phê. En lisant de la gérondif. En lisant la gérondif. Nói lên một cái sự đồng thời của hai động từ của một cùng một chủ ngữ. Câu số 9, anh ấy bị bong gân. Bong gân là avoir une entorse, vì trượt chân trên hè phố. Như vậy, vì trượt chân trên hè phố này, chúng ta dùng gerontif để nói lên một cái nguyên nhân tại sao người ta bị bong gân, bị trật chân, là bởi vì người ta trượt ở trên hè phố. Il l'a eu une entorse. Il l'a eu une entorse. En glissant. Glissant là trượt. En glissant là trượt chân. Sur le trottoir. Le trottoir là vỉa hè, là trên vỉa hè. Il a eu une entorse en glissant sur le trottoir. Đi trên vỉa hè, anh ta trượt chân, ngã và bị bong gân. Chúng ta thấy bong gân hoặc là trong thể thao thì người ta gọi là lật cổ chân. Lật cổ chân chẳng hạn như là cái cầu thủ này này. Cầu thủ này là đá bóng rồi bị lật cổ chân. Như vậy rất là đau, mà muốn để chăm sóc cái bệnh, cái chỗ đau trượt cổ chân này thì phải chườm nước đá hay là phải bó băng vào. Và trong câu số 10, thầy giáo vừa phát bài vừa nói các em làm giỏi lắm, hãy tiếp tục nhé. Thầy giáo vừa phát bài. Le professeur distribue. Thầy giáo có một chồng bài làm của Les Devoirs của tất cả các học sinh trong lớp đó. Và bây giờ thầy giáo phát bài vừa nói. En disant. En disant. Vừa phát bài vừa nói. Như vậy gerondif ở đây nói lên hai hành động xảy ra cùng lúc. Vừa phát bài vừa nói như thế này. Các em làm bài giỏi lắm. Vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé. Các bạn đã học việc rất là tốt. Continuez. Các em cứ tiếp tục như vậy nha. Le professeur distribue les devoirs en disant. Thì trong câu làm này chúng ta thấy có en disant là gerondif, nói lên một cái sự đồng thời. Thầy giáo vừa phát bài vừa nói. Vous avez bien travaillé. Các em đã làm việc rất là tốt. Continuez. Cứ tiếp tục nhé. Và sau đây chúng ta có một số câu để làm test. Người ta cho một câu như thế này. Và tức là đã làm gerondif rồi, bây giờ chúng ta xem nó mang ý nghĩa gì. Một trong bốn ý nghĩa: đồng thời, hay là điều kiện, hay là cách thức, hay nói lên một cái sự đối lập. Julien n'arrive pas à se détendre, même en faisant du yoga. Mặc dù tập yoga, Julien vẫn không thể nào được. N'arrive pas à, không thể nào mà thư giãn tinh thần được, mặc dù tập yoga. Như vậy chúng ta thấy không phải là simultaneity, cũng không phải là condition, mà nó là opposition. Mặc dù tập yoga, Julien cũng không thể nào đạt được cái sự thư giãn. Câu số 12. En plantant ses graines au printemps, de belles fleurs pousseront dans ton jardin cet été. Bây giờ là mùa xuân, nếu các bạn trồng các cái hạt giống này, thì tới mùa hè, các bạn sẽ thấy có nhiều bông hoa đẹp mọc ở trong vườn các bạn. Như vậy đây là cái điều kiện. Nếu các bạn trồng những cái hạt giống này xuống vào mùa xuân thì tới mùa hè các bạn sẽ có những bông hoa đẹp ở trong của vườn của mình. Đây là cái điều kiện. Với điều kiện thì chúng ta có thể dùng là si. Nếu các bạn trồng, si vous plantez. Ở đây chúng ta thấy là condition. Trong câu số 13, Clara s'est foulé la cheville. Cái này cũng giống như câu ở bên trên, tức là bị chật cổ chân, bị bong gân. Elle est arrivée en boitant. Boston là đi khập khễnh. Cô ta đã lật cổ chân và bây giờ cô ta đi tới, vừa đi vừa khập khễnh vì một chân đau, một chân còn lành mạnh nhưng một chân kia đau, tức là phải đi bằng cách khập khễnh. Như vậy đây là cái manière, cái cách thức
cô ta tới như thế nào, không phải đi một cách đàng hoàng, đi một cách bình thường mà đi chân thấp chân cao chẳng hạn, như là một chân đi đàng hoàng, một chân kia bị lết đi do bởi cô ta bị lật cổ chân, bị bong gân. Như vậy đây là cái cách thức để đi tới, elle est arrivée en boitant, và đây là Jean Dif này. Jean Dif phải nói lên một cái cách thức để mà cô ta đi tới, diễn tả cái hành động cô ta đi tới, đi theo kiểu gì, đi khập khiễng. Câu số 14, Léon lit le journal en attendant Mathilde. Léon vừa đọc báo vừa chờ Mathilde, tức là hai hành động này xảy ra cùng lúc. Anh ta trong khi chờ cái chị này tới thì ta đọc báo, như vậy hai hành động này xảy ra cùng lúc. Ở đây là cái ý nghĩa là simultaneité de deux actions. Simultaneité là sự đồng thời, de deux actions của hai hành động. Và trong các câu kế tiếp, người ta yêu cầu chúng ta viết lại cái câu này bằng cách sử dụng cái geronic để thay cho cái phần mà người ta gạch bên dưới này. Như vậy rất là dễ, chúng ta thấy cái người ta đã nói cái phần gạch dưới này thay bằng geronic, thì chúng ta cứ sử dụng geronic và chúng ta sẽ làm như sau: Je bois du café en regardant la télévision. Je bois du café. Tôi uống cà phê. Je bois du café. Và cái hành động kia xảy ra cùng lúc là en regardant la télévision. Je bois du café en regardant la télévision. Như vậy chúng ta đã thay cái mệnh đề ở bên trên được gạch dưới bằng một cái gerundif là en regardant. Câu kế tiếp chúng ta cũng được yêu cầu thay cái phần gạch dưới này bằng bằng gerundif. Si tu apprends tes leçons, tu auras une bonne note au prochain test. Và trong dịp mà kiểm tra kỳ tới, bạn sẽ có một điểm tốt nếu bạn học kỹ các bài của bạn. Như vậy Jean phải nói lên một cái điều kiện: tu auras une bonne note, tu auras une bonne note au prochain test en apprenant tes leçons. Như vậy chúng ta thấy Jean ở đây là nói lên một cái điều kiện nếu bạn học bài, nếu bạn học bài của bạn, đây là Jean này, nếu bạn học bài của bạn thì trong kỳ kiểm tra kế tiếp bạn sẽ có điểm tốt. Leçon này chúng ta phải để là CCD. Leçon tôi thay bằng CCD. Tu auras une bonne note. Une bonne note. Tu auras une bonne note au prochain test en apprenant tes leçons. Câu kế tiếp, quand elle est tombée, elle s'est fait mal au bras. Khi cô ta ngã xuống thì cô ta bị đau ở cánh tay. Vậy chúng ta thay cái phần gạch dưới này bằng gerundif bằng cách elle s'est fait mal au bras. Elle s'est fait mal au bras. En tombant. Khi lý do cô ta bị đau ở tay là cô ta bị ngã xuống đất. Elle s'est fait mal au bras. Tôi gạch dưới cái en tombant là cái gerondif này, en tombant. Vậy en tombant ở đây nói lên một cái nguyên nhân tại sao cô ta bị đau ở tay, do bởi cô ta bị ngã, và chúng ta cũng dùng gerondif. Si vous prenez le vélo, vous serez plus rapide qu'à pied. Nếu các bạn đi lấy xe đạp mà đi thì các bạn sẽ đi nhanh hơn là đi đi bộ. Và như vậy chúng ta thấy đi nhanh hơn là do bởi chúng ta lấy xe đạp mà đi. Vậy đây là một cái nguyên nhân. Vous serez plus rapide qu'à pied. Vous serez plus rapide qu'à pied en prenant le vélo. En prenant le vélo. Như vậy, en prenant le vélo là gerundif, nói lên một cái nguyên nhân, hay là một cái điều kiện cũng được, nói lên một cái điều kiện. Điều kiện là bởi vì nếu các bạn, ở đây là điều kiện đúng hơn, nếu các bạn lấy xe đạp mà đi thì các bạn sẽ đi nhanh hơn. Như vậy, điều kiện để giúp cho các bạn có thể đi nhanh hơn. Tôi xin sửa lại. Vous serez plus rapide qu'à pied en prenant le vélo. Trong câu cuối, chúng ta thấy là quand j'étais attentif, je mémorisais bien les leçons. Khi tôi tập trung thì tôi
nhớ kỹ các bài của tôi. Tôi nhớ kỹ các bài của tôi do bởi tôi tập trung. Vậy đây là cái geonip mà chúng ta sắp làm, nói lên một cái nguyên nhân. Je mémorise. Đây là parfait. Je mémorise. Bien, mémoriser là nhớ, nhớ bài, thuộc bài. Mes leçons en. Ở đây chúng ta thấy động từ être này. En étant attentif. Je mémorise bien mes leçons. Leçons de Cécilie. Je mémorise bien mes leçons. En étant attentif, étant la gérondif của, đây là participe présent này, và chúng ta ghép cái en thì nó ra gérondif của động từ être, en étant attentif. Như vậy qua bài học cuối của cái cách dùng của giới từ en thì chúng ta thấy nó nằm ở trong cái cấu trúc của gérondif. Gérondif là gì? Gérondif là một cái cách thành lập động từ bằng cách người ta lấy động từ ngôi thứ nhất số nhiều, tức là nu, chúng ta bỏ ons thì thay bằng ant và đặt an trước. Đó là chúng ta thấy đó là hình thức của gerundif. Và gerundif có năm ý nghĩa, có năm cách dùng. Cách dùng thứ nhất là nói lên một cái sự đồng thời, la simultaneité, hai hành động xảy ra cùng thời của một chủ ngữ, và chúng ta dịch là vừa vừa. Cái cách dùng thứ hai là diễn tả một cái nguyên nhân, la cause. Cách thứ ba là diễn tả cách thức của một cái hành động chính của động từ. Và thứ tư là nói lên một cái điều kiện, nếu làm cái này thì sẽ xảy ra cái kia. Và thứ năm, nó có ý nghĩa là diễn tả sự đối lập, mặc dù vẫn là như thế này mà lại xảy ra cái kia. Và trong trường hợp này chúng ta phải dùng tu, đây là tu bắt buộc. Và xin chào tất cả.